Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, DIU, ông Kirill Budanov cho biết một trong những mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga của Ukraine là làm suy yếu lực lượng phòng không của đối phương. Ông Budanov cho biết Ukraine đang tăng cường sản xuất vũ khí trong nước để tấn công sâu vào phía sau phòng tuyến Nga bằng tên lửa tầm xa và UAV tướng Budanov nói, UAV nhất định sẽ khiến chiến dịch giải phóng lãnh thổ của chúng tôi dễ dàng hơn, UAV không sợ gì cả. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, máy bay không người lái không sợ hãi, bạn cũng không cảm thấy tiếc thương chúng. Theo ông Budanov, mục tiêu thứ hai của Ukraine là ngăn chặn các phương tiện vận tải quân sự và máy bay ném bom của Nga hoạt động, và thứ ba là phá hủy các cơ sở sản xuất quân sự, chẳng hạn như cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào nhà máy nhiên liệu tên lửa ở tỉnh Tver của Nga. Chúng tôi muốn đẩy người Nga ra khỏi vùng an toàn của họ, ông Budanov nhấn mạnh. Ngoài ra ông cũng cho biết mục đích thứ yếu là gieo rắc sự lo lắng cho người dân Nga và làm gián đoạn nền kinh tế nước này. Trong những tháng đầu xung đột, Ukraine gặp hạn chế về khả năng tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Vũ khí có thể giúp Kiev thực hiện chiến dịch là các tên lửa tầm xa hiện đã được phương Tây hỗ trợ. Tuy nhiên điều đó tức là họ có những giới hạn nghiêm ngặt về việc sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga bởi các nước này lo ngại xung đột gia tăng. Dù vậy, trong những tháng gần đây, Ukraine đã phát triển vũ khí tầm xa của riêng mình và không có hạn chế nào đối với việc sử dụng chúng trong lãnh thổ Nga. Kiev đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu sâu trong phòng tuyến Nga ở phía đông và phía nam. Ông Budanov cũng bác bỏ những chỉ trích cho rằng các cuộc tấn công trên có thể gia tăng xung đột và cho biết Ukraine không nhắm vào dân thường. Giới quan sát dự đoán, quân đội Nga sẽ tiến hành không kích dồn dập nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng của Ukraine trong mùa đông này và Kiev hiện đang chuẩn bị khả năng để đối phó với các cuộc tấn công trên. Nga hôm 17 tháng 9 cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công phối hợp của Ukraine vào Crimea trong khi Moscow bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu. UAV cũng tấn công và gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở phía tây nam nước này. Vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có buổi gặp gỡ nhau tại vùng Viễn Đông Nga và tham dự cuộc họp kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ ở sân bay vũ trụ Vostokny, mà trong đó, theo lời ông Putin, ông Kim bày tỏ sự quan tâm lớn Triều Tiên coi công nghệ vũ trụ là một ưu tiên. Ông Kim đưa ra sự ủng hộ cho Tổng thống Putin sau các cuộc hội đàm. Ông nói, tôi sẽ luôn sát cánh với nước Nga. Có vẻ ông Kim vẫn ủng hộ Moscow trong cuộc xung đột vũ trang với Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Putin mô tả cuộc trao đổi với Chủ tịch Kim là rất thực chất. Cuộc họp thượng đỉnh này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ cảnh báo từ trước đó rằng đàm phán về vũ khí đang tích cực tiến triển giữa Nga và Triều Tiên. Chưa có thỏa thuận nào được công bố sau hội đàm Nga-Triều Tiên còn phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay hai nhà lãnh đạo không ký bất cứ thỏa thuận nào trong quá trình hội đàm. Nhưng việc ông Putin và ông Kim nói chuyện trực tiếp với nhau là tín hiệu phản ánh mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa hai nước. Hai quốc gia hiện cùng đối mặt với sự cô lập của phương Tây. Với Nga là do liên quan đến xung đột Ukraine, còn với Triều Tiên là do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim ấn tượng sâu sắc về ngành công nghiệp sản xuất máy bay của Nga sau chuyến thăm nhà máy hàng không Yuri Gagarin tại thành phố Komsomol trên sông Amur vào hôm 15 tháng 9. Chủ tịch Kim đã thăm nhiều cơ sở tại nhà máy này, bao gồm một xưởng lắp ráp thân máy bay tiêm kích và một xưởng sản xuất cánh máy bay. Hôm 16 tháng 9, ông Kim xem xét kỹ các máy bay chiến đấu của Nga, tham quan một sân bay cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và lên thăm một tàu hộ vệ thuộc hạm đội Thái Bình Dương với sự hộ tống của Tổng tư lệnh Hải quân Nga. KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim và ông Shoigu đã thảo luận hợp tác quân sự giữa lực lượng vũ trang hai nước và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh của hai bên. Hàn Quốc, Nhật Bản, Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu đặc biệt dõi theo chuyến thăm trên với sự cảnh giác cao độ. Một số nước còn phát đi cảnh báo về khả năng Nga và Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Hiện không có thông tin chi tiết về các cuộc hội đàm thượng đỉnh Nga-Triều Tiên do các sự kiện được tiến hành kín. Tuy nhiên giới quan sát quốc tế cho rằng điều mỗi bên mong muốn từ nhau là rõ ràng. Có khả năng Nga mong muốn được cung cấp thêm đạn dược, đặc biệt là đạn pháo để sử dụng trong cuộc xung đột vũ trang với Ukraina. Hiện Triều Tiên được cho là sở hữu rất nhiều đạn pháo. Trong khi đó, Bình Nhưỡng đứng trước khả năng đạt được một thỏa thuận với Moscow để tiếp nhận công nghệ tên lửa mà họ đang rất cần để phục vụ chương trình hạt nhân. Khi kết thúc chuyến thăm Nga, ông Kim được nhận món quà chia tay là một áo giáp chống đạn và một số máy bay không người lái UAV. Hôm 17 tháng 9, ông Kim rời khỏi thành phố Vladivostok để trở về Bình Nhưỡng trên chuyến tàu hỏa bọc thép sau một đại lễ chia tay theo truyền thông nhà nước Nga và Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đi hơn 4.000 km qua miền Đông Nga và được trải thảm đỏ đón tiếp trong hầu hết các chuyến thăm, chủ yếu là tới các địa điểm quân sự. Triều Tiên đang hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt hà khắc và thiếu thốn nhiều thứ từ năng lượng cho đến lương thực. Hãng Tintas cho hay, đây là áo giáp với các vùng bảo vệ cho ngực, vai, họng và háng. Áo giáp này nhẹ hơn nhiều so với các loại giáp đồng dạng. Ông Kim cũng được tặng 5 UAV tấn công sản xuất trong cùng khu vực cũng như là một UAV trinh sát Joranium 25 vẫn theo TAS. Ngoài ra ông còn được tặng thêm một bộ áo đặc biệt có khả năng tàng hình cho các loại camera hình ảnh nhiệt. Ngày 18 tháng 9, trang Taiwan News dẫn thông báo từ cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, trong 24 giờ từ 6 giờ sáng ngày 17 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 18 tháng 9 đã có 103 máy bay của quân đội Trung Quốc bay vòng quanh Đài Loan Trung Quốc trong đó có 40 chiếc đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Cụ thể, 12 chiến cơ J-10, 10 chiếc Sukhoi Su-30, 10 tiêm kích J-16 Shenyang, 4 tiêm kích J-11, 2 máy bay chở dầu Y-20 và 2 máy bay cảnh báo sớm kj 500 đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không ở phía tây nam và nam của Đài Loan. Đài Loan Trung Quốc sau đó đã điều động máy bay, tàu chiến và các hệ thống phòng không trên đất liền để giám sát hoạt động của nhóm máy bay chiến đấu và tàu chiến PLA. Đài Loan gọi đây là con số kỷ lục, đánh dấu số lượng máy bay tiếp cận hòn đảo này cao nhất trong thời gian gần đây, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh ở eo biển Đài Loan. Trước đó vào ngày 15 tháng 9, lực lượng phòng vệ Đài Loan cũng cho biết, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 9, 68 máy bay và 10 tàu hải quân của PLA đã được phát hiện xung quanh hòn đảo. PLA thường xuyên điều động tàu chiến và máy bay chiến đấu đến các khu vực xung quanh hòn đảo Đài Loan trong bối cảnh quan hệ giữa hai bờ eo biển trở nên căng thẳng sau chuyến thăm của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8 năm 2022. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết các hoạt động của Trung Quốc trong ngày qua đã gây ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh ở eo biển và khu vực. Cơ quan này nhấn mạnh hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là trách nhiệm chung của tất cả các bên trong khu vực việc quân đội Trung Quốc liên tục gia tăng hoạt động quân sự ở eo biển có thể dễ dàng dẫn đến căng thẳng gia tăng mạnh mẽ và làm xấu đi an ninh khu vực. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Bắc Kinh chịu trách nhiệm và ngay lập tức chấm dứt những hành động này, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay. Theo Reuters tuần trước, Trung Quốc điều hơn 100 tàu hải quân tham gia tập trận trong khu vực, bao gồm cả vùng biển chiến lược ở Biển Đông và ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Đài Loan. Thời gian gần đây, Trung Quốc có các hành động quân sự mạnh mẽ ở vùng biển xung quanh Đài Loan nhằm tìm cách khẳng định các yêu sách chủ quyền của mình và gây áp lực lên Đài Bắc. Hồi tháng 4, Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan nhằm phản ứng mạnh mẽ trước việc người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở California trong một điểm dừng chân trên đường trở về Đài Bắc sau chuyến thăm Trung Mỹ của bà. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!